Quý vị, Phan Công Khanh nổi tiếng là tay chơi có tiếng trong giới trẻ, nên vụ việc trùm buôn siêu xe Việt Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo thông tin ban đầu, thì Phan Công Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Với những hành vi nêu trên, thì Phan Công Khanh sẽ phải đối mặt với những án phạt như thế nào? Chúng tôi đã có liên hệ với luật sư Trần Hoàng Cảnh, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Trọng Đại và cộng sự. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì tùy thuộc vào cái tính chất và những hành vi người thực hiện, có thể bị truy tố trong trường hợp mà giá trị chiếm đoạt có giá trị từ trên 500 triệu đồng trở lên thì người phạm tội có thể bị truy tố từ 12 cho đến 25 tù. Ngoài ra thì người phạm tội có thể bị áp dụng một số cái hình phạt bổ sung như là phạt tiền, bị tịch thu tài sản và bị cấm cả những chức vụ quyền hạn trong cái thời gian. Hành vi lạm dụng là tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân hoặc tổ chức khác. Người thực hiện hành vi này có thể vay, mượn, thuê hoặc là nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng. Sau đó thì dùng cái thủ đoạn gian dối và bỏ trốn để chiếm đoạt, hoặc là lấy cái thời gian để hoàn trả tài sản, mặc dù là có điều kiện hoàn trả nhưng người này cố tình không hoàn trả, hoặc là người nhận tài sản lại sử dụng cái tài sản được